mang tới bạn một cái cặp loa cao cấp đến từ Thụy Sĩ, cặp loa đến từ thương hiệu Bega, quá nổi tiếng luôn. Model là Classic 3.0, giá cặp này đang là mới là 35 triệu, rồi chỗ rẻ nhất là 32 triệu này, còn niêm yết là vẫn là 35. Thì hôm nay mình bán chỉ có 14.200.000 thôi. Bega Classic 3.0 mang trong mình một cái thiết kế đen bóng piano rất là sang trọng. Đây là bút sen, nhưng mà bút sen cỡ lớn. Bút sen này thì nó to chứ không phải nhỏ như những cái dòng Vlux hay là Scansonic gì đâu, mà được lắp ráp tại Thụy Sĩ luôn nha. Cao là 34, ngang 21 và 6.28, nặng 7.7 kg một loa. Đường kính bát cũng rất là lớn, bát là 18 cm. Cái bát này thì cũng không có gì đáng nói rồi, nó cũng là công nghệ bát bằng màng giấy kiểu phủ một lớp poly, nhưng mà cái tép mành này, tép mành AMT này là cái tép rất là hay. Nó hơi tự tựa tép của Elac, nhưng mà cái tiếng của nó thì nó có vẻ là vừa phải hơn, dễ nghe hơn. Và cái dòng tép mành AMT này cũng được sử dụng trong rất là nhiều đời loa cao cấp của Bega. Thì cái cặp này nó là màu đen piano, chúng ta sẽ thấy là nó có thể ánh lên, phản xạ lên những cái hình ảnh như là cái lá cây xung quanh rất là đẹp. Nó còn có phiên bản màu trắng piano nữa. Công suất 20-150W, trở kháng là 4 ohm, độ nhạy là 89 dB nha. Ai căng của nó là ai căng 500 Hz. Đây, ai căng bằng gỗ thôi. Đó, để đây là hết. Hai ai căng đầy đủ hết nha. Loa rất là đẹp, đẹp như mới, quá sang, quá đẹp. Lỗ thông hơi nằm ở phía trên này, phía sau này. Classic 3.0 switch lên, số seri trùng luôn, 3793. Cái dòng này thì nó không làm seri cho từng loa, không như Elac là bên này số này, bên kia số kia. Đó, cầu bắp chuối phía sau phía trước thì còn báo ấy nha, rất là đẹp. Rồi, 14.200.000. Bây giờ mình đem vào bên trong mình test nhạc nha. Bên mình có máy USB chép sẵn nhạc chất lượng cao, loại 128GB là 800.000, còn loại 1000GB sẽ là ổ SSD giá 2.500.000. 1000GB thì chứa được khoảng 15.000 bài nhạc, tương đương với 1500 cuốn đĩa. Còn 128GB thì 2000 bài nhạc, tương đương với 200 cuốn đĩa. 128 thì chỉ có nhạc Việt thôi, còn 1000GB thì có nhạc quốc tế, nhạc DSP nữa. Stop for the night. Now she's doing the doorway.
thinking to myself, this could be heaven, no, this could be hell. Let you leap up a candle to show me the way. There were voices down that corridor, thought I heard them say, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely face. You can find it here. Am I Stephen interested? She got a Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She goes friend. How they dance in the courtyard. Sweet, summer sweet. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said he haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. They're living up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring your lullabies. Mirrors on the ceiling, deep champagne lights. And she said, we are just prisoners here of our own device. In the master's chamber, gather for the feast. Stabbed with their steely life, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the huddle of the street lamp, I turn my collar to the cold and damp. Where my lights were stepped by the first of the neon night, let's sleep tonight and touch the sound of silence. And in the naked night I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fools that are, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my voice that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence raindrops fell and echoed in the walls of silence. They made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophet are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence.